Ở tập trước, Champa thua Beerus vì trái đất có nhiều món ngon hơn, thế là ông ta thách thức ra kèo 5 với 5, thua sẽ mất trái đất, thắng sẽ được ngọc rồng siêu cấp. Mọi thứ đã được thông qua thì chiến nào, hơn ai hết Goku mừng như được mùa. Tập 29, trận biết được quyết định, kẻ còn mạnh hơn cả Goku. Kèo solo 5 vs 5 đã được thông qua thì chọn địa điểm thôi. Chúng ta sẽ chọn một ngôi sao vô danh ở giữa hai vũ trụ, như thế sẽ công bằng cho cả hai bên. Quả là có một ngôi sao như thế, trên đó không có gì cả, không có không khí luôn. Đó là đề nghị của ngươi nên tự đi mà làm lấy nhé. Ờ thì được thôi, việc đó có khó gì đâu. Vậy thì luật lệ ta cũng đặt luôn nhá. Goku liền tới đề xuất một vài luật. Rớt đài bị loại, giết đối phương bị loại, không vũ khí và ám khí. Và làm một bài kiểm tra nhỏ nữa. Nếu mà đem tới những sinh vật đầu óc có vấn đề là tới công chuyện tới ta đấy. Cũng không tệ, sao hả? Được thôi, thích thì chiều. Hẹn các ngươi một tuần sau nhá, đừng có mà sợ rồi đánh bài chùn nhá. Trước khi đi, Champa còn không quên tặng Goku quả trứng coi như quả. Khi nãy mỗi mình cậu ấy khen ngon mà, còn lại ai cũng chê. Bardos hỏi Champa không sợ mất những viên ngọc à. Ông ta đắc ý cho rằng Goku quá chậm và vụng về. Chiến binh của ta cân hết, món ngon vũ trụ thứ 7 rồi sẽ thuộc về ta thôi. Mà Goku đang mặc đồ tạ mà, khi cởi nó ra đặt xuống đất thì nó lún sâu vào lòng đất luôn. Mục tiêu của bọn họ là vô địch và sau đó cân luôn cả Beerus, Champa, Vados và cả Whis nữa. Tôi nghĩ là cân coi họ nhiêu kỳ chứ cân gì nổi hả ba. Đấu 5 với 5 thì không biết Beerus chọn ai ta. Mà kệ đi, tớ sẽ ra trận đầu trước. Cái gì ngươi đừng có mà tranh giành với ta, lần trước đánh tên Freeze ra ngươi cũng đánh trước rồi. Đang cãi nhau mà Beerus gọi đi thì phải lật đật đi thôi. Bốn người bọn họ trước thì đến ăn uống đã đời đã, sau thì nhờ Bulma phát minh ra máy dò ngọc rồng siêu cấp. Do những viên ngọc kia to lớn và vũ trụ bao la quá, chắc phải tạo máy dò siêu xịn mới dò ra. Nhưng mà còn cách nhanh gọn lẹ hơn nè. Nhờ dùng thần trái đất xác định vị trí của các viên ngọc siêu cấp, Bulma thông minh ghê, khác hẳn hai tên Saiyan này chỉ biết đánh nhau. Thế mà ta đôi lúc ta nghĩ cô như một bà già hách dịch, vừa nói xong Beerus ăn ngay cái bạt tai. Ơi là trời, chán sống rồi hả ta? Nhưng mà Beerus lại tha vì Bulma đề xuất ý tưởng hay. Rồi quay sang kêu Vegeta thu thập ngọc đi, kêu là phải đi kẻo ổng dẫn ổng xử mình sao. Vegeta xoắn luôn. Bên này Champa kéo theo 6 viên ngọc to tổ chẳng, to hơn một hành tinh luôn. Họ tới hành tinh này để tạo võ đài. Đầu tiên là một lớp phòng hộ, bảo vệ xung quanh. Kế tiếp là không khí của những vùng bình yên. Kế tiếp nữa là một sàn đấu cỡ lớn. Kế tiếp nữa là các cửa hàng đổ ngọc. Beerus chắc khoái lắm đây. Cuối cùng 3 khán đài. Hai khán đài đối diện có hai khung ảnh của Beerus và Champa, khán đài giữa cho trọng tài. Chốc lát, ngọc đã đủ. Tốt lắm, đúng là tên hầu cận của ta. Nghe vậy Bulma liền bênh chồng rồi hôn một cái, sướng thấy bà còn lớn tiếng nữa ba. Vẫn như thường lệ rồng thiêng xuất hiện hào nhoáng và ngầu được 3 giây trước khi thấy Beerus. Sao ngài hay đến trái đất vậy? Ta có chuyện rất quan trọng giữa vũ trụ 6 và 7, nên nhờ ngươi một việc, hãy nghiêm túc nhá đừng để anh nóng. Bulma liền hỏi vị trí ngọc rồng siêu cấp. Vũ trụ rộng lớn nên là sức mạnh của ông rồng này không đủ, ra đây là giới hạn của rồng trái đất. Vậy là Bulma phải làm radar siêu xịn thôi. Beerus bất mãn đuổi ông rồng đi, đuổi thì đi thôi, đi vội kẻo tiêu đời, coi như đó là điều ước đi. Té gấp, rồng thần giờ cùi vãi nổi. Goku thấy quên gì đó, quên bà hồi sinh cho sư phụ kinh cai rồi. Để lần sau vậy, bên này mọi thứ đã được chuẩn bị một cách hoành tráng. Biết Vegeta với Goku là người Saiyan thì Champa cũng đi kiếm người Saiyan luôn. Đến tối thì họ lại được ăn no nê. Sướng thế này thì nhất định không giao trái đất cho tên béo kia đâu. Hai người họ định đến chỗ Monaka, chiến binh do Beerus chọn. Hai người còn lại thì để Goku và Vegeta chọn. Mà tên Goku tò mò hỏi về Monaka nhiều quá làm Beerus bực thổi văng luôn. Monaka là người mạnh nhất ta từng đánh, ngươi chỉ thứ hai thôi. Goku thích thú muốn so tài. Beerus bảo chỉ cần ngươi đánh bại hết lũ vũ trụ 6 kia thì ta sẽ cho ngươi tỉ thí với hắn ta. Sáng hôm sau, Goku ngạc nhiên khi thấy Bulma đã làm xong máy dò. Còn Bulma thì với vẻ mặt nghiêm trọng nhắc về tối qua. Chẳng phải với ngọc rồng siêu cấp, Champa có thể tạo ra trái đất hay ước triệu triệu món ăn ngon sao. Nhưng đối với bọn ta thì ngọc rồng không khác gì cái cớ để đấu với nhau. Vũ trụ 6 đến 7 đối lập nên chắc chắn rằng bên nào cũng có bản ngọc rồng siêu cấp hết. Các vị thần chúng ta chẳng muốn gì, nếu muốn thì bọn ta cho đi đời nguyên vũ trụ còn được. Bulma lo sợ về ý định thật sự của Beerus, có vẻ cô ấy bị lo lắng quá chăng. Beerus là một thần hủy diệt nên ông ấy cũng có một lý do riêng và có lẽ ông ấy sẽ không phá hủy vũ trụ mà không có lý do đâu. Thấy không ăn thua, Bulma liên lạc Jaco rồi đe dọa cậu ấy đến giúp mình mới ghê. Mở máy dò lên mà có thấy gì đâu,
thì ở vị trí này chưa dò tới thì đi xa hơn vào vũ trụ thì sẽ thấy thôi. Tập 30, training cho đại hội võ thuật, hai thành viên còn lại là ai? Goku và Vegeta đang bay đi luyện tập và kiếm thêm hai đồng bọn nữa. Krillin tình cờ bay sang và hỏi Goku sẽ có một buổi picnic ngoài vũ trụ à? Picnic gì ở đây chứ? Hóa ra là ông khỉ Goku nói với Chi-Chi là Beerus mời mình sang nhà ăn một bữa, phải nói vậy nóc nhà mới cho đi chứ. Rồi thông tin truyền sang Pick rồi Krillin mới tới hỏi thăm này. Để Goku mà giải thích thì Krillin ume luôn, tôi để vệ ngay ta. Sau khi đánh bại Frieza, cả hai luyện tập cùng Whis, người anh em song sinh của Beerus xuất hiện, ông ta rất bá đạo ngang cơ với Beerus. Cả hai tiếp tục đánh nhau thì vũ trụ sẽ tận diệt luôn. Đang nói mà Goku cứ nhảy vào họng Vegeta ngồi không à. Có tất cả 12 vũ trụ 1 đối lập với 12, vũ trụ 3 đối lập với 11, cứ như thế lần lượt. Goku lại nói leo rồi. Goku và mọi người ở vũ trụ 7 nên đối lập với 6. Champa và Beerus lúc nào cũng thi đấu với nhau để quyết định vũ trụ nào có nhiều món ngon nhất. Như mọi lần, Champa đến khoe món trứng luộc nhưng bị món mì ramen của Beerus đánh bại. Beerus quay về trái đất thì Champa cũng đua đòi, và đồ chị gái Whis tìm thấy nhưng hành tinh này đã chết bởi chiến tranh. Champa không bỏ cuộc, thách thức với Beerus, nếu thắng thì trái đất ở hai vũ trụ sẽ được hoán đổi, nếu thua sẽ giao ngọc rồng siêu cấp. Sau khi nghe Goku kiên quyết và Vegeta cũng muốn đấu nên trận đấu sẽ được tổ chức theo thể thức 5v5. Người chiến thắng trong trận đấu sẽ được chiến đấu tiếp với người tiếp theo của đội đối thủ. Bên nào hết quân bên đấy thua, thế thôi. Thể thức cũng được thông qua, luật cũng xong, chỉ đợi đến ngày là dứt. 5 người thì 3 người đã được quyết định. Goku đề xuất Majin Buu, cậu ta là kẻ thoát ra khỏi tên Evil Buu, nhưng mà hơi ngang bướng, lần trước bị Beerus hành cho ra bả. Nhưng mà một khi nổi điên lên thì cũng khá mạnh đó. Mà tên Evil Buu cũng đã đầu thai thành một đứa trẻ tốt nên không sao. Là do Goku xuống dưới tận Diêm Vương để xin cho hắn chứ đâu. Gohan thì sao? Dù gì nó là đứa tiềm năng nhất. Nó mất sức mạnh vì nghiên cứu khoa học rồi, đến cả võ phục còn bị mất nữa là. Trước tiên thì thuyết phục được Buu cái đã. Mà Buu ghét Beerus vì lần trước rồi. Goku vẫn dáng nài nỉ, ngọc rồng siêu cấp này xịn lắm Buu, có thể thực hiện bất cứ điều, ước gì, không như ngọc rồng trái đất củi bắp đâu. Nghĩ ngợi một hồi Buu quyết định tham gia, bởi Satang đã cho Buu tất cả những gì cậu ấy muốn, nên lần này, Buu sẽ thắng để Satang có thể ước một chỗ đứng tốt hơn đó. Tất cả là vì Satang. Đến lượt Piccolo thôi. Bên này, Beerus chỉ có ăn ăn và ăn thôi. Khoan nào, phải nói chúc ngon miệng trước khi ăn chứ. Từ ngày Whis đem bao nhiêu gói mì ramen về là ông thần mèo này xử lý chọn bấy nhiêu. Bỏ chất thành đống luôn rồi. Beerus, ngài đã thay đổi rồi. Mặc dù Goku nói rằng cậu ta muốn chiến đấu, nhưng tôi không thể tin ngài lại chấp nhận một trận đấu khi bản thân không nhận lại được gì. Ngươi lầm rồi, ta cố tình đó. Trong trận chiến Frieza, tôi không tin ngài có thể chấp thuận để tôi quay ngược thời gian. Ngươi đề nghị còn gì? Khi ngài tỉnh dậy và nói về giấc mơ tương lai, tôi không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng này. Sau đó ngài bắt đầu tìm kiếm Super Saiyan God và gặp Goku. Ta thấy hắn cũng khá thú vị. Nhưng khi hắn nói muốn thử sức mạnh của ta thì ta thấy hơi khó chịu đấy. Goku chiến đấu bằng sức mạnh niềm tin và còn không thể bắt đầu một trận đấu thật sự nữa. Và cậu ta mượn sức mạnh của bạn bè trở thành Super Saiyan God, khi ấy cậu ấy trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một kẻ cứng đầu, không chấp nhận thất bại, hành xử như một đứa trẻ khi nói tới việc chiến đấu. Cuối cùng thì hai người khá giống nhau đó. Gì chứ ngươi dám so ta với tên ngốc đó ư, ít ra ta còn được người khác tôn trọng. Để rồi ngài hủy diệt họ ngay sau đó à. Còn ngươi, điều gì khiến ngươi huấn luyện chúng? Đầu tiên là tên Vegeta, sau đó tha thêm tên Son Goku. Ngươi huấn luyện chúng để một ngày nào đó chúng sẽ chiến đấu với ta một lần nữa ư? Không đâu. Được rồi, mặc dù nó cũng sẽ khá thú vị đó. Ăn no thì đi gặp Monaka thôi. Cả ba người họ đang trên đường gặp Piccolo thì hai nhóc vô tên và chân đòi tham gia. Về nhà mà luyện thêm 10 năm đi rồi làm gì làm nhá. Piccolo thì đang luyện tập với Gohan. Khi được Goku mời thì Gohan xung phong. Sau trận chiến với Frieza, cậu ấy thấy rằng mình nên chăm chỉ hơn để có thể bảo vệ cho Videl và Pan. Nhưng khi nghe 4 ngày nữa sẽ đấu thì xin rút lui vì có một hội nghị mà Gohan không thể bỏ lỡ. Piccolo đành đi thay vậy. Thế là cả ba quyết định sẽ đi luyện tập trong căn phòng thời gian, 3 ngày tương đương 3 năm. Tập phim hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc có ý kiến góp ý về video này hãy comment xuống dưới ở phần bình luận cho chúng mình biết nha. Đừng quên like, share, nhấn chuông thông báo và subscribe kênh để tạo động lực cho kênh ngày càng phát triển hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.